Cân điện tử Gia Phát, xin chào anh chị. Video clip này, cân điện tử Gia Phát sẽ nói đến hướng dẫn sử dụng cân điện tử UBAQ in tem nhãn. Và đây chính là cái combo cân điện tử UBAQ cùng với máy đo nhiệt. Và nhắc tới in tem nhãn thì chúng ta lại nhắc tới KCL5-2 của Hàn Quốc hoặc là Zadeva ZLB của Đài Loan. Và cho chúng ta được những cái tem nhãn để dán lên sản phẩm và chúng ta sử dụng trong siêu thị. Và những cái dòng cân này chúng ta lưu được tới 10.000 mã sản phẩm lần và in được mã vạch biến thiên 13 số và thường sử dụng với những cái phần mềm quản lý siêu thị như là Kiosk Việt. Tuy nhiên có những cái mục đích khác mà anh chị sẽ cần một cái cân điện tử đơn giản hơn, ít tiền hơn, có in tem nhãn dán gồm có tên sản phẩm, đơn giá và thành tiền. Và đây chính là một cái combo mà cân tử Gia Phát đã từng chia sẻ với anh chị, cân UBAQ cộng máy nhiệt. Cân vẫn in tem nhãn lột dán là sản phẩm bình thường, vẫn lưu được cho mình 199 mã sản phẩm hay là 199 cái thiết kế tem nhãn có tên sản phẩm, đơn giá và thành tiền. Và chúng ta sẽ tiến hành xem cái video clip hướng dẫn sử dụng cân UBAQ in tem nhãn này. Xin chào anh chị, video clip này thì cân tử Gia Phát lại chia sẻ với anh chị về hướng dẫn sử dụng cái cân tính tiền UBAQ cùng kết hợp với một cái máy in nhiệt để in tem nhãn sản phẩm. Thì bây giờ cái dòng UBAQ này nè là cái dòng cân tính tiền anh chị có thể thấy rất nhiều trên những anh chị nào đang kinh doanh trái cây rồi củ quả thịt cá đó ha, thì bỏ cái vật gì đó lên là tính tiền là thấy giá thôi. Cái cân này có hai bộ màn hình ha, bộ màn hình phía trước cho người bán thấy nè, bộ màn hình phía sau nữa cho người mua thấy. Ví dụ như anh chị bấm giá vô là lập tức nó ra được số tiền của món hàng này. Nếu mà món hàng này với giá 56.000 một ký thì cái số tiền mà khách hàng phải trả cho món này là 11.200 anh chị ha, nó rất là trực quan rồi đó. Cho nên là cái dòng UBAQ này gần như là anh chị thấy rất là phổ biến ở các sạp trái cây, ở chỗ bán thịt, ở những kiosk rất phổ biến. Nhưng mà nó hơn hẳn những cái cân này nè, cái cân cụ thể này nè, nó hơn hẳn những dòng cân mà anh chị đã thấy, đó là cái cân này có cái cổng RS232, đây là cái dây cáp đó, màu đen đó anh chị, nó kết nối được cho máy in này. Nó hơn những cái cân mà anh chị đã từng thấy ở ngoài chợ, ngoài shop, nó hơn ở chỗ đó. Và cái việc mà có thêm cái cổng RS232 đó để kết nối với máy in nhiệt này để chúng ta in ra những cái tem nhãn sản phẩm thì cái mục đích nó sử dụng khác nhau hoàn toàn anh chị. Ví dụ như anh chị mà mua cái cân UBAQ bình thường á, chỉ là cân tính tiền không á, thì anh chị sẽ thấy mình sử dụng rất là phổ biến trong khi mà buôn bán trái cây. Tính tiền là khách thấy mình thấy rồi cộng dồn nhiều món lại, ví dụ khách mua 3 loại trái cây thì bản thân cái cân này nó cộng được 3 loại đó là giá tiền là bao nhiêu, rồi tính ra số tiền thừa phải thối lại cho khách là bao nhiêu. Thì cái video clip đó thì đã có lần cân Gia Phát đã chia sẻ với anh chị trên YouTube rồi ha. Nếu như anh chị mua một cái cân để tính tiền cơ bản thôi thì đã có video clip trước rồi ha. Còn video clip này cũng là cân UBAQ nhưng mà nó kết nối với một cái máy cân in nhiệt này, một cái máy in nhiệt này để in tem nhãn, và tem nhãn này lột dán được anh chị, tem nhãn được lột dán được. Đây ví dụ như mình lột xong cái mình dán lên sản phẩm của mình á, ví dụ như mình hiện tại mình đang đóng gói táo Mỹ nè, đang đóng gói nha, đóng vỉ á, thì mình táo Mỹ nè là 2 lạng 7 nè, đơn giá 57.000 một ký, rồi cái vỉ đó là 15.680 đồng. Nghĩa là khi mà nếu anh chị mà muốn cần đóng vỉ á, đóng vỉ sản phẩm nha, đóng vỉ sản phẩm và trên đó có hiện là tên sản phẩm rồi đơn giá thành tiền, thì lúc đó anh chị sẽ mua một cái cân này cộng với một cái máy in nhiệt này. Và video này sẽ nói với anh chị là hướng dẫn sử dụng nó ra sao ha. Thì thông thường á, là khi mà anh chị đã chọn cái bộ sản phẩm này từ cân điện tử Gia Phát thì anh chị không cần phải lo gì cả, cân điện tử Gia Phát đã cài đặt hết rồi mới giao cho anh. Cụ thể là ví dụ như anh chị có 10 mã sản phẩm, rồi mình sẽ cắt cái này ra để nói cụ thể hơn cho anh chị nè. Nếu anh chị có 10 mã sản phẩm tương tự như là mấy con tem mà đang in đây, mã thứ nhất là thịt bò Mỹ, mã thứ hai là gà phi lê, mã thứ ba là táo Mỹ, thì nếu như anh chị có 3 cái mã sản phẩm hoặc nhiều hơn thì bản thân cân điện tử Gia Phát khi giao cho anh chị á, đã cài đặt sẵn cho anh chị rồi, chỉ về là cắm cái dây cáp từ cái máy in qua cái cân rồi bật lên như thế này rồi in thôi chứ không có làm gì cả ha. Nhưng mà khi bật xong rồi thì phải in như thế nào, thao tác đơn giản. Ví dụ như chúng ta bỏ hàng hóa lên rồi chúng ta bấm giá vô, ví dụ như giá là 69.000 một ký ha, rồi chúng ta bấm in, lập tức máy in nó in ra
Rồi đây. Rồi chúng ta lột giá ra thôi. Đây, táo Mỹ, ví dụ con cái hàng hóa mà chúng ta cần đang là táo Mỹ thì chúng ta lột giá ra thôi. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang các sản phẩm khác. Gà phi lê hay một số sản phẩm nào đó thì chúng ta bấm MR và chúng ta bấm cái mã của con tem đó ha, 001. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta cân thử coi, nhập giá vô, giá là 78.000. Rồi chúng ta bấm in. Thì lúc đó cái cân nó in ra cho mình là cái thịt bò Mỹ. Ha, anh chị thấy ha, thịt bò Mỹ, trọng lượng, đơn giá thành tiền có đầy đủ hết. Rồi anh chị muốn thiết kế con mã vạch 3D hay là cái tên cửa hiệu của mình hay số hotline như thế nào trên con tem này thì cân giao phát sẽ cài đặt ngay từ đầu, sẽ cài đặt cho anh chị hết. Rồi sau đó mới giao đi. Cho nên anh chị cứ yên tâm chọn mua và lúc đó sẽ liên lạc với kênh điện tử Gia Phát qua số hotline hiển thị trên màn hình và gửi Zalo cho kênh Gia Phát cái bản giá, cái bản sản phẩm, không phải bản giá, cái danh sản phẩm của anh chị đang kinh doanh. Ví dụ chúng ta có thịt pha lê, chúng ta có táo tàu, chúng ta có táo Mỹ, chúng ta có cái gì đó, rất nhiều cái mã sản phẩm mà anh chị đang sử dụng á, thì anh chị cứ gửi hết qua cho kênh điện tử Gia Phát, thì kênh điện tử Gia Phát sẽ cài đặt thiết kế tem mẫu và cài đặt hết tất cả vào bộ sản phẩm này và anh chị chỉ về sử dụng mà thôi. Lúc đó đơn giản chỉ bỏ sản phẩm lên, nhấn giá vô, giá này tùy theo cái giá mà nó thay đổi mỗi ngày, anh chị sẽ không cần quan tâm về cái việc là hôm nay 58, ngày mai 59 cả. Nếu ngày mai 59 thì cái việc bấm lại 59 thôi, không có gì khó ha. Rồi còn cái khi nào thì bấm chọn lựa cái thứ tự con tem nhãn in ra như thế nào. Ví dụ như nãy mình có nói với anh chị á, thì nếu như mà chúng ta gà phi lê thì chúng ta chọn cái số nào trong cái cân, hay là táo Mỹ thì chúng ta chọn cái số nào trong cân, thì lúc đó đó cân điện tử Gia Phát sẽ gửi cho anh chị một cái tờ giấy hoặc là cái file, trên đó thì sẽ có liệt kê đầy đủ luôn, từ đầu trên tới cuối, từ số 1 đến số 199 là cái vị trí của cái táo Mỹ. Ví dụ như táo Mỹ là anh chọn số 1 để in ra, táo tàu là con số 2, con tem thứ 2 in ra. Như vậy thì chi tiết cái vấn đề đó tùy trường hợp cụ thể mà kênh tự Gia Phát sẽ gửi cho anh chị một cái file để anh chị sử dụng, để anh chị sẽ nhớ được là khi anh chị cần in phi lê gà, gà phi lê là anh chị in con tem số mấy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn quay về quá trình thiết kế của con tem, như ở đây anh chị thấy ha, mình chỉnh camera cho nó gọn lại cho anh chị sẽ thấy đây là cái thiết kế của con tem. Thì với cái chi tiết cũng có một cái video cụ thể mà kênh điện tử Gia Phát sẽ gửi riêng cho anh chị về cái thiết kế con tem này anh chị ha. Với thiết kế của con tem này á, nó có rất là nhiều trường. Ví dụ như chúng ta có thể chèn vào đây cái mã vạch 3D hoặc là hình ảnh hoặc là logo của anh chị. Chúng ta có thể đưa vào đây cái tên của thương hiệu của mình, ví dụ như là thực phẩm sạch ABCD gì đó. Chúng ta có thể chèn vào đây cái số điện thoại hotline của bên mình. Chúng ta có thể đặt ở đây một cái tên sản phẩm. Chúng ta có ngày, tháng và giờ. Thì tùy mình thôi, mình những cái hàng hóa nào mà mình muốn đóng gói á, thì theo ngày thì hiện ra, còn không mình xóa đi. Còn đây là trọng lượng, đơn giá và thành tiền. Thêm một cái mã vạch, thì cái mã vạch 2D này á, nó gồm những cái trọng lượng hoặc là đơn giá hoặc là số tiền nữa, nó có nhiều cái để mình thể hiện ở đây. Rồi như vậy là chung quy lại cái vấn đề thiết kế con tem này thì kênh tự Gia Phát cũng sẽ gửi một riêng cho anh chị một video clip để tùy cái thiết kế của anh chị ha. Có nghĩa là kênh điện tử Gia Phát thiết kế xong một con tem nhãn của theo cái ý tưởng của anh chị, rồi sau đó kênh tự Gia Phát sẽ gửi sang cho anh chị. Và nếu anh chị cần có sự thay đổi gì hay là cần chủ động hơn trong quá trình mà mình thiết kế con tem á, thì kênh điện tử Gia Phát cũng sẽ video clip riêng với anh chị để gửi cho anh chị một cái hướng dẫn cụ thể của từng cái mục đích sử dụng của mình. Tại vì cái dòng cân này với mục đích sử dụng khác nhau thì mình thiết kế con tem sau đó cho nó phù hợp với mục đích sử dụng đó. Rồi, xem qua video clip này thì anh chị sẽ có cảm thấy là không có gì khó khăn hết trong vấn đề mà cài đặt và sử dụng cái dòng cân UVLV cùng cái máy in tem nhãn như thế này. Không có gì khó cả, tại vì cái vấn đề mà khó nhất thì kênh Gia Phát đã cài đặt thành công rồi mới gửi cho anh chị. Cái vấn đề còn lại chỉ là thêm sản phẩm chẳng hạn, hoặc là thay đổi nhỏ cái thông tin trên tem nhãn chẳng hạn, thì nó quá đơn giản, không có gì khó cả. Vì những cái gì khó khăn nhất thì kênh tự Gia Phát đã lo hết rồi. Anh chị chỉ mua về, bật cân lên, kết nối vào và cân và in thôi, không có gì khó cả.
Cho nên nếu mà xem xong video lúc này mà anh chị có gì thắc mắc, còn gì khó khăn hơn trong vấn đề sử dụng và cài đặt, thì anh chị có thể là Zalo đến số điện thoại hotline trên màn hình. Cần Nhà Phát sẽ sẵn lòng lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và hỗ trợ nhanh nhất có thể. Còn nếu như mà xem xong video này mà anh chị cảm thấy cần, cảm thấy cái bộ sản phẩm này nó đúng với mục đích sử dụng của mình, cần một cái cân 30kg trở lại và cần in ra tem nhãn, thì anh chị có thể là gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, thì Cân Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn và giao cân nhanh nhất cho anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem trọn video lúc này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Và nếu mà anh chị cần tham khảo video clip này trên nhìn thêm nhiều hơn cái thông tin bộ sản phẩm này trên website của công ty Kênh Tự Do Phát, thì anh chị cứ nhìn bên dưới phần mô tả sẽ có đường link ở trên YouTube đó nha, có đường link và nhấn vào đó sẽ dẫn đến trang web của công ty Kênh Tự Do Phát. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem trọn video clip này. Xin chào ạ. Và để xem lại kênh điện tử này trên Google hoặc là trên YouTube thì anh chị cứ gõ Cân Gia Phát hướng dẫn sử dụng cân điện tử UBAQ, thì Google hoặc là YouTube sẽ hiện đúng video clip này để anh chị tiện xem lại hơn ạ. Và để tìm mua kênh điện tử này thì anh chị chỉ cần gọi hoặc là Zalo đến số hotline 0909 899 833 hoặc là 0909 859 833 anh chị ha. Và nói rõ với Cân Gia Phát rằng anh chị cần mua cân điện tử UBAQ in tem nhãn, cân điện tử UBAQ in tem nhãn anh chị ha, để Kênh Tự Gia Phát sẽ báo giá đúng và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã xem video lúc này, chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Và nếu như anh chị đang xem video này trên YouTube và anh chị cần tìm đến một cái link để tìm đến cái sản phẩm này trên website, thì Cân Gia Phát đã đặt cái link này trong phần mô tả, anh chị nhớ xem nhé. Hoặc là Zalo nhanh đến số hotline 0909 899 833. Cân Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.